cũ năm 22 tuổi bỗng dưng xuất hiện trước mặt, face to face rồi chào mình một cái. Đùa thôi, hôm nay Linh dẫn chương trình ra mắt thương hiệu Dermatidu, là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc và đại diện thương hiệu là diễn viên Trọng Hye-in. Đây là khúc anh Hye-in đang ngồi ở dưới chờ, còn mình thì đã sẵn sàng xuất hiện. Dù đến với nghề diễn rất tình cờ, nhưng chắc ai cũng biết đến Trọng Hye-in qua những bộ phim siêu hot như Something in the Rain, Đời sống ngục tù, Truy bắt lính đảo ngũ, cùng loạt phim tình cảm ăn khách trên Netflix. Cá nhân mình thì đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhập phim của Something in the Rain vì quá mê chuyện tình đấy, mà đúng hơn là mê những khoảnh khắc yêu được thể hiện như anh Hye-in. Ai mà đang thất tình, mở phim Hye-in đóng có khi ngày mai lại muốn yêu lại luôn ấy chứ. Mà thực tế, nếu không trở thành diễn viên nổi tiếng thì có thể chúng ta đã có một bác sĩ Trọng Hye-in với nền tảng kiến thức về công nghệ sinh học siêu tốt, lại còn làm đại sứ thương hiệu mỹ phẩm nữa thì bảo sao sinh năm 88 mà trông cứ như 98 vậy à trời. MC đúng là người gần nhất với khách mời luôn rồi, nhưng thực tế là mình sẽ luôn giữ khoảng cách vừa đủ để nhường vị trí cho mọi người giao lưu, cũng như tiện điều phối timeline theo đúng tiến độ để đảm bảo an toàn cho khách mời cũng như chương trình. Nhưng kỳ thực anh Hye-in rất nai khi giao lưu cùng mọi người, vì tôi biết là giữ cơ mặt như vậy trong suốt khoảng thời gian tham gia sự kiện là mệt không tưởng luôn đó mọi người ơi. Trộm vía là mình rất có duyên làm việc với các thương hiệu đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là các sự kiện có thêm tính chất giao lưu văn hóa, cập nhật thêm những kiến thức về làm đẹp. Nên dù hơi lười dẫn sự kiện một xíu, nhưng tham gia sự kiện nào là mình tâm huyết sự kiện đó. Chiếc đầm tiệc mình diện hôm nay có phần áo sát nách đính kết đá kết hợp với đường liệng của áo yếm Việt Nam. Chân váy truyền thống như thông thường nhưng hơi bồng nhẹ như handbook. Đây là một thiết kế riêng của nhà JC Studio tại 23 Hàng Khay. Đơn giản thôi nhưng mọi người đã khá vui khi nhìn thấy chiếc váy của mình tại sự kiện. Ở clip sau thì trợ lý của mình sẽ trả video hình ảnh lung linh hơn nha. Mọi người muốn cập nhật thêm thông tin gì thì comment phía dưới cho mình nhé. Còn bây giờ thì Kamsahamnida. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để có thể cùng với chúng tôi tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời này.